Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, độ phủ 4G tại Việt Nam hiện đang là 99,8%, cao hơn cả các nước phát triển có thu nhập cao với mức chỉ 99,4%. Đây là nỗ lực của ngành thông tin truyền thông trong quá trình phổ cập hạ tầng viễn thông, đặc biệt là chương trình sóng và máy tính cho em, để đảm bảo việc học và làm việc trực tuyến. Tỷ lệ này trước đây là 97%, đã triển khai thử nghiệm 5G tại 59 tỉnh thành. Hạ tầng viễn thông và hạ tầng số trong năm vừa qua đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước đáp ứng vai trò là hạ tầng kinh tế kỹ thuật quan trọng của chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.